vinh danh nữ lãnh đạo Hoàng Hạnh Dung, Amy Hoàng, co-founder của William Global Holdings, chủ tịch sáng lập William Happy Green, CEO hệ thống Happy Skin Beauty Clinic, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm và thiết bị làm đẹp Amy by Happy King. Amy đã kiến tạo câu lạc bộ Queen Happy Queen, tập hợp những nữ lãnh đạo có phong cách trẻ trung và thời thượng, tạo môi trường để các chị em hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng trở nên xinh đẹp, hạnh phúc và thành công.